Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một căn nhà nằm sâu trong hẻm Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, quận Chín cũ, khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng. Điều đáng nói, vụ cháy không phải sự cố ngoài ý muốn mà là hậu quả của hành động tội ác được lên kế hoạch. Thảm án hỏa hoạn cướp đi 5 mạng người cùng gia đình ở thành phố Thủ Đức Ngày 21 tháng 1 năm 2020, tức 27 Tết canh tí, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một căn nhà nằm sâu trong hẻm Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, quận Chính cũ, khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng. Điều đáng nói, vụ cháy không phải sự cố ngoài ý muốn mà là hậu quả của hành động tội ác được lên kế hoạch. Hành trình tìm ra kẻ thù ác đã gặp nhiều khó khăn. Vào lúc 4 giờ sáng 27 Tết canh tí, người dân sống trong hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp bị những tiếng kêu cứu thất thanh đánh thức. Nhà bà Huệ cháy rồi, bà con mau mau dập lửa. Hàng xóm đã nhanh chóng chạy đến và phát hiện lửa bao trùm căn nhà nơi gia đình bà Huệ sinh sống. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Khi kiểm tra bên trong nhà, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của bà Lê Thị Huệ. Bà Lê Thị Tuyết Mai, sinh năm 1976, con bà Huệ. Ông Lê Hoàng Trung, sinh năm 1978, con bà Huệ ông Lê Hoàng Thanh, sinh năm 1980, con bà Huệ, và bà Trần Mỹ Truyền, sinh năm 1990, con dâu bà Huệ. Nguyên nhân vụ cháy được kết luận là do con người sử dụng nguồn nhiệt tác động trực tiếp lên các vật liệu và chất cháy, sang nhiên liệu, tại cửa chính của căn nhà, gây ra đám cháy và sau đó lan ra xung quanh. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được, gia đình bà Lê Thị Huệ đã sinh sống tại đây từ năm 1993. Bà Huệ có 7 người con. Bà Huệ có thói quen cờ bạc, Trước đây đã vay mượn hàng xóm nhiều lần, nhưng gần đây không ai cho vay nữa vì biết bà chơi lô đề. Gần ngày xảy ra vụ cháy, bà Huệ có vay số tiền 25 triệu đồng. Do bà Huệ không có khả năng thanh toán, các đối tượng cho vay đã đến nhà Tạc Sơn và đe dọa để đòi tiền. Sự việc đã được người con gái của bà Huệ giải quyết. Ngoài ra cảnh sát không ghi nhận gia đình bà Huệ có mâu thuẫn trầm trọng với những người xung quanh. Thời điểm đó chúng tôi phát hiện một bài đăng của tài khoản trên Facebook với nội dung thể hiện sự tiếc thương như thể anh ta là người gây án. Ngay lập tức cảnh sát mời người này về trụ sở để đấu tranh. Cán bộ điều tra chia sẻ: Khi làm việc với cảnh sát, người này cho biết có quan hệ thân thiết với gia đình bà Huệ và bài đăng chỉ thể hiện sự đau lòng trước cái chết đột ngột của gia đình nạn nhân. Đồng thời anh ta cũng cung cấp được những bằng chứng ngoại phạm Tuy nhiên khi cảnh sát đưa cho anh ta xem clip ghi lại hình dáng nghi phạm, người này liền thốt lên: "Thằng Hiền, đó là thằng Hiền". Hình ảnh camera rất mờ, chỉ thấy được dáng đi. Chỉ những người thân quen nhìn vào mới nhận dạng được nghi phạm. Vì cán bộ nhớ lại, từ manh mối này tổ công tác đã truy xét người đàn ông tên Hiền, qua đó làm rõ kẻ này tên thật là Nguyễn Hữu Phước sinh năm 1982. Nhiều người bất ngờ khi hung thủ chính là hàng xóm sát bên nhà nạn nhân. Xe khách dường nằm va chạm với xe con trên cao tốc nội bài Lào Cai Khoảng 12h30 phút ngày 25 tháng 5, trên cao tốc nội bài Lào Cai xảy ra vụ va chạm giao thông khiến xe khách dường nằm và xe con bị hỏng. Cụ thể, xe ô tô khách dường nằm loại 22 chỗ do lái xe thế sinh năm 1988 điều khiển theo hướng Lào Cai, Hà Nội. Khi đến km 205-540 cao tốc nội bài Lào Cai, đoạn thuộc địa phận xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, thì va chạm với xe ô tô con do anh Cường, sinh năm 1986, điều khiển. Vụ va chạm không gây thương vong về người, hai xe ô tô bị hỏng. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện trên địa bàn tỉnh đang có mưa, đường trơn trượt. Do đó, các lái xe cần chú ý quan sát, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông để tránh xảy ra tai nạn. Phát hiện nữ du khách có dáng đi lạ, hải quan chặn lại kiểm tra, vừa kéo ống quần lên, ai thấy cũng sốc. Sự việc diễn ra tại một cửa khẩu thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách đây ít ngày đã khiến cho dư luận nước này dậy sóng. Được biết trong quá trình kiểm tra xuất nhập cảnh, phía hải quan đã phát hiện thấy nhiều điểm bất thường từ một nữ du khách Người của cục xuất nhập cảnh cho biết, nhìn bề ngoài thì nữ du khách kể trên không có gì bất thường. Tuy nhiên, dáng đi cùng cách di chuyển của người này rất kỳ lạ, có một chút trón rén không tự nhiên. Lo ngại có điều bất trắc, nhân viên hải quan đã lập tức ngăn cản và tiến hành kiểm tra nữ du khách này. Tại nơi kiểm tra, toàn bộ nhân viên đều sửng sợ khi thấy thứ được giấu ở chân của cô gái. Chỉ thấy khi kéo ống quần lên, hải quan phát hiện hai túi trứng vịt được gắn trên bắp chân của cô gái. Tổng cộng có 24 quả trứng vịt, nặng 1,98 kg. Theo quy định của xuất nhập cảnh, trứng cùng các loại thịt tươi nằm trong danh sách bị cấm, do đó phía hải quan đã tịch thu toàn bộ số trứng này. Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến dư luận Trung Quốc một phen dậy sóng, vô số bình luận thể hiện sự bất ngờ, không tin đây là sự thật, thậm chí nhiều người còn đặt giả thiết cho rằng số trứng vịt này có lẽ không phải trứng thường. Tập đoàn Nguyễn Hoàng trao bán trường đại học Hoa Sen và Hồng Bàng. Trao đổi với báo chí vào tối ngày 24 tháng 5, đại diện trường đại học quốc tế Hồng Bàng cho biết, trường không nghe gì về thông tin tập đoàn trao bán trường và cũng chưa từng tiếp nhận bất cứ đề nghị nào về việc này của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Hiện tại, trường đang tập trung cho công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo và các công tác chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025. Do vậy, trường xin phép không bình luận gì thêm trong thời điểm này. Trước đó, thông tin từ trang Deal Street Asia, tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng Group đang chào bán trường đại học Hoa Sen và trường đại học Quốc tế Hồng Bàng để huy động vốn, mục tiêu từ 150 triệu đến 200 triệu USD mỗi trường. Trường đại học Hoa Sen và trường đại học Quốc tế Hồng Bàng là hai trong số năm trường đại học mà tập đoàn Nguyễn Hoàng đang sở hữu. Ba trường đại học còn lại gồm có trường đại học Gia Định, trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu và trường đại học Công nghệ Miền Đông. Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua trường đại học quốc tế Hồng Bàng vào năm 2015 và là trường đại học đầu tiên của tập đoàn này. Năm 2016, tập đoàn này mua trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2018, mua trường đại học Gia Định và Hoa Sen. Năm 2021, mua trường đại học Công nghệ Miền Đông. Sau khi mua các trường đại học, tập đoàn này đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hàng trang cho nhiều trường như Hồng Bàng, Bà Rịa Vũng Tàu, Công nghệ Miền Đông. Ngoài hệ thống các trường đại học, Tập đoàn này còn sở hữu hệ thống trường phổ thông liên cấp, trường quốc tế tại nhiều tỉnh thành. Bắt cựu trưởng phòng lập hồ sơ khống đất công để nhận tiền bồi thường Ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Chánh, 53 tuổi, cựu trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Phú Tân, vì có hành vi lập hồ sơ khống để nhận tiền bồi thường theo điều tra ban đầu, ông Chánh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Ngọc Hiển, nối dài thuộc Khấm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, dù biết rõ ba thửa đất trình làm hồ sơ là đất do Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm quản lý, nhưng Chánh vẫn móc nối với Nguyễn Nhấn, 50 tuổi, làm khống hồ sơ ba thửa đất trên bằng cách kêu nhấn ký khống giấy sang nhượng đất để nuôi tôm. Sau đó, Chánh chỉ đạo Nguyễn Văn Lơ, công chức địa chính thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, lập khống hồ sơ gồm có, phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc đất, biên bản xét duyệt nguồn gốc đất đối với hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên bản xét duyệt hộ trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án trên, gây thiệt hại cho nhà nước gần 800 triệu đồng. Ông Nhấn ký nhận tiền bồi thường rồi mang về đưa cho Chánh và được Chánh cho lại tiền bồi dưỡng. Bị can Chánh và Nhấn bị bắt tạm giam 4 tháng, bị can Lưu được cho tại ngoại để điều tra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.